Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tôi làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm để anh em chơi một bài lá là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi. Nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy. Thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ. Đấy. Đây. Cho anh em xem. Made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá. Và cái bản kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy anh em, vấn đề kính này anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây anh em có thể thấy này. Và cái loại kính khác nữa đó là kính của hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây, tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao. Đây. Tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì cách sử dụng kính áp tròng này như nào? Thì khi anh em đeo vào mắt á, thì anh em nhìn cái bộ bài á, nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong cái đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy. Cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy. Không nhìn thấy mắt thường, không nhìn thấy gì, nhưng mà tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera. Chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào mắt được rồi. Thế tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây. Đây như anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây. Đấy. Con này là con át này. Đấy. Con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy. Như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy. Con này là con 2 anh em nhá. Đây con 2 này, tôi sẽ cho nhìn anh em xem này. Con 2 này. Con 7 này. Con 6 này. Con 5 này. Con 4 này. Con 3 này. Đấy, khi bỏ kính thì lại như này. Đấy. Tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy, anh em chơi bài mà chơi như bài ngược ấy. Đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thì bên cạnh cái bài phổ thông, bài lớp cao 2001 này. Đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam. Thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những cái mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không? Tôi nói luôn là không, phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này 0984 80 149. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bây giờ tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đấy, những cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng, kinh khủng luôn. Đây tôi sẽ cho anh em xem từng bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy, anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngược luôn này. Còn đây là rồng đỏ này anh em này. Đó, cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên đó còn cái bài nhựa, bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên giờ tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi. Đó là chính là cái bài đô la vàng. Đây anh em này, đây là cái bài đô la vàng anh em nhé. Anh em nhìn hộp hộp này, đô la này, bài đô la này anh em này. Đấy. Một số anh em miền Tây rất là hay chơi cái bài đô la vàng, đô la trắng này. Đấy. Anh em nhìn lại xuống hạ tôi này. Đấy thì và cái bài phổ thông khác nữa cũng rất nhiều anh em chơi, đó là cái bài cúc áo. Tôi cho anh em xem qua cái hộp nó. Đây. Đây mẫu bài cúc áo. Và một cái bài nữa thì cũng rất là phổ thông ở cả Bắc cả Nam. Đây. Cái bài đỏ. Hai mẫu bài đỏ, bài kim cương. Demo này, anh em nhìn này. Cái mẫu bài này thì anh em khu vực ở Kiên Giang, miền Tây rất hay chơi. Tôi sẽ đeo kính áp tròng vào để cho anh em nhìn nhé. Đây. Đeo vào thì sẽ như thế này. Đây. Anh em nhìn rõ chưa? Đây, tôi sẽ đứng ở đây.
A này, 4 này. Đây anh em nhìn thấy không? Đấy, con này con 3 này. Con 2 này. Đây. Con 2 anh em này. Con này con 7 này. Đấy, 9 này. Đấy, con này con 6 anh em nhá. Con 9 nó sẽ là móc chìa khóa, con này con 6. 5 này. 7 này. 8 này. Đây con 9 đây này. Con 9 nó sẽ là cái móc chìa khóa này. Để phân biệt con 9 với con 6. Đấy. Con 10 là cái dấu cộng. Đấy, chỉ có hai con đấy là khác biệt nhất thôi, còn bình thường nó vẫn duy con gì như bình thường. Đấy, con quy vậy này. Đấy. Thì tất cả những cái mẫu bài là tôi đều làm được. Đấy, anh em chơi mẫu gì là có mẫu đấy. Thì bên cạnh cái mẫu kính áp tròng như xuyên bài thì bây giờ tôi còn phân phối thêm cả những cái máy đánh bài bịp. Đấy, những cái dòng máy đánh bài bịp nó đẳng cấp. Giờ như CVK 680 này. Tôi mở cho anh em xem này. Đây. Đây là dòng máy đánh bài CVK 680 đỉnh cao, iPhone 8 Plus này. Hay là áo đổi bài, ví đổi bài. Đấy, rất nhiều cái loại mẫu để anh em có thể lựa chọn cho mình phục vụ cái bộ môn bài lá đi. Đây là cái ví đổi bài. Đấy. Đấy. Đây là cái ví đổi bài. Thì anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể qua hai cơ sở của tôi. Một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, hai là bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em alo tôi. Tôi sẽ có nhân viên ra tận nơi đó anh em vào cửa hàng. Hàng của tôi thì đảm bảo hành 15 cho tất cả sản phẩm. Anh em mua hàng sẽ có thẻ bảo hành. Và cái số điện thoại của anh em tôi sẽ lưu vào tất cả vào máy tính để anh em cứ điện thoại tôi đã biết anh em từng mua hàng. Ở video tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu để anh em cái máy đánh bài. Xin chào tất cả các anh em, thì công ty máy đánh bài bịp CVK làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700 đấy, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung. Đấy, tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy đánh bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc ở trên ba cây này, liêng sâm phẩm trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nhé. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đó và nó báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem này. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp.
5 người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà còn lại không qua được cái nhà 7 ấy. Đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nha. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn. Chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn cho các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CRC 700 mới nhất hiện nay luôn. Kép cho các bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam gọi binh sáu lá. Đây. Đặt cả báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh 6 lá này nào, trong miền Nam chơi là chia 6 lá. Đấy. Để tôi sẽ cho các bạn xem này. Để bài 1, 2, 3 máy báo 3 này. Đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9 năm. Đấy, chia là xếp này là 9 năm. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội. Các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK 900. Tôi sẽ test từng con một. Đây tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK 900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để liêng nhá. Đây đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1, 2, 3 này. Nhà 3 này. 6 này. Là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đấy. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK 900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn.